để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Đến nay, thành phố đã dành nguồn lực rất lớn để đầu tư cơ sở vật chất. Từ đầu năm cho đến nay, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng các dự án trung tâm y tế kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang được tập trung thi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Đây là dự án trung tâm tim mạch Đà Nẵng giai đoạn 2, được khởi công từ cuối năm 2019. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc xây lắp và đang hoàn thiện các bước cuối cùng, để từng bước triển khai đi vào hoạt động từng phần trong tháng này. Với tổng vốn đầu tư hơn 290 tỷ đồng, dự án hoàn thành giúp hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất của trung tâm tim mạch, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung. Mùa dịch thì cho nên là cũng rất khó khăn về nhân sự. Cho nên anh em đã chủ động để chuẩn bị trước và phải chạy tiến độ trước để đạt đến tiến độ theo yêu cầu của thành phố đề ra. Của trung tâm tim mạch giai đoạn 2 này đã hoàn thành. Thì còn bây giờ này chỉ còn mỗi là cái kết nối với giai đoạn 1 để đưa công trình vào sử dụng. Cùng với trung tâm tim mạch Đà Nẵng thì hiện nay cụm hai công trình khác thuộc Bệnh viện Đà Nẵng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bao gồm trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình và trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc. Hai dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Trên công trường thi công hiện nay, các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ban quản lý dự án và đơn vị thi công siết chặt. Nhà thầu cũng tuân thủ về cái phòng chống dịch, khai báo y tế cho tất cả công nhân, làm cái xét nghiệm cho toàn bộ các công nhân khi vào công trường, rồi thực hiện 5K, đeo khẩu trang cho toàn bộ công nhân công trường, cũng như là sát khuẩn trước khi vào cổng. Đến nay, việc thi công dự án trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc đã đạt khoảng 20% khối lượng. Trong khi đó, tại dự án trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình, tiến độ công trình cũng đang được đẩy nhanh để đảm bảo các dự án quan trọng này có thể hoàn thành theo đúng tiến độ thành phố giao, sớm đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.